Hello, xin chào nó cho anh em. Trong video này thì tôi chia sẻ cho anh em về cách làm bài bản từ một cái học viên về Clickbank. Thì anh này là một người mà anh ấy đã cho phép tôi show cho anh, show cho mọi người về cái cách mà anh ấy đang làm. Và đây là một trong những cái học viên mà tôi đang trực tiếp kèm cặp và hướng dẫn anh ấy cách làm. Thì trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là về cái chiến lược mà hiện tại cái người học viên này của tôi đang làm một cách bài bản nó như thế nào để có thể kiếm tiền trên Clickbank đó, và cũng như là những cái chiến lược mà tôi đang định hướng cho anh ấy để anh ấy có thể phát triển được về cái kênh Clickbank của anh ấy trong thời gian sắp tới nha. Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng theo dõi cái video của chúng ta ngày hôm nay. Cái đầu tiên đó là anh ấy đang làm cái ngách đó là về cooking và sản phẩm thì chúng ta đang biết rồi. Thì bây giờ chúng ta đang xây về cái sản phẩm đó là về keto 28 ngày giảm về 28 ngày diet đúng không? Keto diet đúng không? Và cái traffic mà anh ấy đang sử dụng đó là hai nguồn chính là Instagram và Pinterest. Đây là cái kênh mà anh ấy đang làm và anh ấy đang cho phép tôi show cho mọi người coi cái cách mà anh đang làm nha. Thì anh ấy tên là anh Tiến. Đây và cái kênh mà anh đang làm thì cái avatar đầu tiên là tôi đánh giá nó rất là đẹp. Đó thì cái điều đầu tiên mà tôi cảm thấy ấn tượng nhất về cái kênh của anh đấy đó là về cái avatar thì nó rất là khác biệt. Trước giờ thì tôi làm thì tôi lại để cái avatar đó là về hình đồ ăn, hình thức ăn, nhưng anh ấy lại làm khác đi, đó là anh ấy để cái avatar là một cô gái và có một cái thân hình nó cũng khá là đẹp và nó coi như là một cái thân hình mà những cái người khác họ đang mong muốn để trở thành á. Nên nếu như bây giờ bạn tưởng tượng đi, cái tài khoản này đi kết bạn thì cái khả năng đồng ý nó sẽ cao hơn đúng không nào? Và đây cũng là một cái đấy để cái chúng ta tối ưu được và học hỏi được từ những người mà đang làm được thành công đúng không nào? Cái điều tiếp theo là các bạn có thể nhìn thấy được này, cái lời giới thiệu của anh ấy cũng rất là hay, nó lời giới thiệu rất là hay và nó rất là chi tiết, nó cũng rất là đẹp bởi vì nó có những cái icon ở đây, có những cái icon giới thiệu rất là đẹp đúng không nào? Đó có hình trái tim rồi cái hình bấm vào đường link phía bên dưới này, đấy, rồi bạn tiếp theo này bạn đã nhìn thấy này, anh ấy đăng bài rất là đều nha. Mà tôi để ý dường như là tôi mở Instagram lên là thấy cái bài của anh ấy luôn. Bởi vì anh ấy đăng bài lên rất là đều. Đấy, một ngày anh ấy có thể đăng 5 6 bài. Đây cách đây một ngày trước nhá. Để chúng ta có thể coi này. Cách đây một ngày trước này. Cách đây một ngày trước này. Đó, cách đây một ngày trước này. Cách đây một ngày trước này. Đó, các bạn thấy không? Một ngày anh ấy đăng lên chắc khoảng 5 cho tới bài viết. Đó, và làm điều này rất đều đặn. Anh ấy cũng mới làm Clickbank gần đây thôi nhưng số bài anh ấy đăng lên là 181 bài rồi các bạn. 181 bài rồi. Thì bạn đã có thể coi này, cái để ý xem cách mà anh đăng như thế nào. Cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể học được đó là khi mà anh ấy đăng bài lên á, thì anh ấy để nguồn. Anh ấy trích nguồn lại, trích nguồn từ những cái kênh khác. Đó nên khi mà các bạn nó giả sử đi, bây giờ mà các bạn copy cái bài của tôi á, thì các bạn cũng phải trích nguồn lại nha. Ở đây này, chúng ta copy cái trang này và sau đó chúng ta để một cái đó là về cái dấu a còng này cộng với các cái tên mà chúng ta copy nha. Chứ nếu như bây giờ mà các bạn đi report lại mà các bạn không để nguồn, sau này có khả năng các bạn bị báo cáo và bị chết tài khoản Instagram, thì cái lúc này là tôi cũng đã nhắc trước với các bạn rồi nhá. Rồi tiếp theo này đó, thì đây là cơ bản là chúng ta nhìn thấy là hình ảnh của anh ấy đang rất là đẹp đúng không, rất là đẹp, anh ấy lựa chọn rất là chi tiết đó. Và các bạn nhìn thấy là những cái bài tương tác cũng khá là ổn rồi. Bây giờ đang là khoảng 72 like một bài viết. Đó. Rồi. Cơ bản là cũng khá là tốt rồi đúng không nào? Thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm đúng, đủ và đều thôi. Các bạn cứ hãy nhớ là cột mốc 10.000. Cột mốc 10.000, được chưa nào? Khi nào các bạn đạt được cột mốc 10.000 thì lúc này các bạn sẽ coi như là cái thời điểm mà các bạn đang hưởng hoa thơm quả ngọt vậy đó. Ok chưa? Và đây là cái kết quả thực sự nhé. Rồi, tiếp theo là đó là đây là cái trang Pinterest của anh ấy. Internet của anh ấy. Thì anh ấy cũng làm vào thời điểm nhưng mà sau cái thời điểm mà anh ấy làm Instagram thì cái Pinterest thì nó tăng follow nó nhanh hơn. Đây là thời điểm này đang là được khoảng 610 lượt follow này. 610 lượt follow. Thì tôi tin chắc rằng ở cái trang này có lượt hiển thị rất là cao, bởi vì sao? Cho bạn coi cái trang của tôi nhé. Cái trang của tôi dường như tôi không có thời gian để tôi xây luôn á, mà tôi mới chỉ được có 149 lượt follow thôi. 149 lượt follow thôi. Nhưng một tháng á, tới điểm hiện tại của tôi á, là được 11,7 nghìn lượt xem này hàng tháng này. Này bấm vào cái lượt phân tích nhá. 149 lượt follow thôi nhưng mà trong khi đó của anh ấy gấp
gấp khoảng 5 lần của tôi, gấp 5 lần của tôi. Thì bây giờ là xem lượt tương tác vào này, lượt tương tác này. Thì cái lượt tương tác của tôi trong vòng 30 ngày qua, thực ra là làm được có mấy ngày thôi chứ được 30 ngày đâu, đó là 1.365 lượt tương tác. Các bạn đã hình dung không? Thì trong khi đó cái kênh này của anh ấy lại gấp 5 lần follow của tôi, thì chứng tỏ cái tương tác trên kênh của anh cũng rất là cao, đúng không? Thì bạn nhớ này, khi mà các bạn làm á, thì các bạn nhớ chuyển đổi cái kênh Instagram cũng như là Pinterest của mình qua tài khoản doanh nghiệp hết đi, thì chúng ta sẽ coi được những cái hiển thị như vậy nha. Đó, điện thoại à, khi mà tài khoản cá nhân thì các bạn không coi được. Ok rồi, thì bây giờ mới nói tới cái chiến lược mà tôi đang định hướng để giúp cho anh Tiến anh ấy phát triển cái kênh này lên là như thế nào. Tôi đang định hướng cho anh ấy những cái chiến lược như sau. Đầu tiên á, là bây giờ là hãy tiếp tục phát triển đều đặn Instagram và Pinterest đi. Thường xuyên mỗi ngày follow và like bài post đều đặn mỗi ngày, thì cái điều này là chúng ta cần phải làm đều mỗi ngày, không bỏ bất kỳ ngày nào hết. Và có một cái kinh nghiệm anh nói với tôi rằng đó là à, có lâu lâu mà đăng lên á, mà khi mà dùng bằng máy tính á, thì nó không được, thì hay là đi follow bằng máy tính không được á, thì lúc này anh ấy chuyển qua điện thoại thì lại follow được, được không? Còn giả sử đi mà nó chặn, lỡ chặn, có thể là do chúng ta hôm đó chúng ta follow nhiều quá rồi, trên 500 rồi, hay là nó đang tạm thời chặn á, thì ok không sao cả, được chưa? Không sao cả. Rồi tiếp theo, tiếp tục cái chiến lược tiếp theo là sử dụng direct message, có nghĩa là gửi tin nhắn riêng tư cho những cái người follow của mình và mình giới thiệu về sản phẩm. Thì khi mà mình giới thiệu về sản phẩm bằng cái cách này thì có khoảng 30% số lượng người ta nhận được cái tin nhắn của mình á, và họ sẽ phản hồi lại bằng cái cách họ bấm vào đường link. Giả sử đi nhá, một tháng chúng ta gửi á, là 100 1.500 gửi 1.500 tin nhắn trên tháng, thì đâu đó là chúng ta sẽ chuyển đổi được 500 click vào link, click vào web. Rồi, thế đây là 500 click vào web trên một tài khoản. Nhưng nếu như bây giờ mình có 10 tài khoản và mình đều gửi tin nhắn hàng ngày đi, thì mình đã có được 5.000 click vào web rồi, đúng không nào? Ok nhé, 5.000 click vào web mà bạn không cần phải trả tiền. À, thế bây giờ giả sử đi, bây giờ là 5.000 lượt click này vào web mà mỗi tháng bạn nó phải trả tiền để chạy quảng cáo Bing Ads đi chẳng hạn. Ví dụ là một click vào Bing Ads là 0,3 đô một click, thì số tiền mà bạn trả đã khoảng là 1.500 đô rồi. Nên nó ngày hôm nay chúng ta sử dụng free traffic là chúng ta đã tiết kiệm đâu đó là khoảng được 1.500 đô, nếu như bây giờ mình có được 10 tài khoản và mỗi tài khoản đó chúng ta đều gửi tin nhắn riêng tư tới cho những người follow của mình. Được chưa? Còn cái chiến lược làm như thế nào, cách làm ra là sao, chi tiết thì tôi đã có những cái hướng dẫn trong cái chương trình Học viện Clickbank chuyên sâu, và tôi rất khuyến nghị các bạn tham dự vào trong chương trình này để tôi hỗ trợ các bạn ở level cao hơn. Rồi, tiếp theo này, đó là tôi có khuyến khích anh ấy đó là nhân bản ra 5 cái kênh Instagram đi. Bởi vì anh ấy chưa có kinh nghiệm về affiliate trước đây, anh ấy cũng chưa bao giờ làm kiếm tiền mà MO hết. Nên tôi nói anh ấy làm 5 kênh thôi, đừng làm nhanh quá, không? Và mình hãy tập trung phát triển thêm những cái đa kênh khác, không? Để mình có được thêm những cái traffic từ kênh khác chứ không phụ thuộc vào Instagram không. Sau đó thì tôi cũng hướng dẫn cho anh ấy là phát triển YouTube, cách để đăng video lên YouTube như thế nào, cách để sản xuất video, cách để sell video ra làm sao, không? Cách để phát triển traffic trên YouTube, cách để backlink trên YouTube, thì tôi có hướng dẫn cho anh đấy, và đăng mỗi ngày lên 3 video mới. Đó, thì đây là cái định hướng mà tôi đang chỉ cho anh ấy để anh ấy phát triển trên cái tài khoản bên Clickbank của anh đấy. Đó là anh Tiến, được chưa? Thì tôi hy vọng rằng qua cái video này các bạn cũng đã học được những cái chiến lược phát triển và mình có thêm cái động lực mới để mình bứt phá lên. Và nếu như bây giờ mà bạn có được sale á, thì đừng quên nó inbox gửi cho tôi qua Facebook cá nhân nhá. Thì đây là cái Facebook cá nhân của tôi này, các bạn có thể là kết bạn với tôi, và nếu như các bạn nó có được cái kết quả thực thực tế ra được sale thì tôi rất là chúc mừng bạn, và hãy gửi nó cho tôi và tôi sẽ quay thành video clip và giới thiệu tới cho nhiều anh em khác để anh em có được động lực, hay là tôi sẽ giới thiệu nó lên trên group, được chưa? À, không hiểu sao nó chưa load được. Đó, thì cơ bản đây là Facebook cá nhân của tôi nhá, Nguyễn Tục Sơn. Đó, các bạn có thể kết bạn với tôi trên này, đây là Facebook cá nhân. Đó, Facebook cá nhân của tôi. Ok, và đừng quên là bấm vào nút đăng ký subscribe kênh YouTube để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới nha các bạn. Đó, rồi còn một thông tin cuối cùng, đó là tôi đề nghị các bạn nên nâng cấp mình lên, nâng cấp mình lên.
đừng học miễn phí nữa. Bởi vì cái chương trình của tôi thì tôi dạy cho các bạn về cái free traffic mạnh mẽ. Cái hệ thống này thì tôi tin chắc rằng không ai có thể dạy được cho các bạn, và không ai ở nước ngoài dạy cho các bạn điều này, bởi vì tôi thực chiến nó trong vòng nhiều năm nay rồi. Và tôi đã từng làm doanh nghiệp thành công có, thất bại có, và tôi đã tạo được cái lợi nhuận thực chiến từ đây. Không phải là chỉ Clickbank không, bởi vì trong 9 năm qua đi kinh doanh thì tôi làm rất nhiều ngành nghề và tôi làm kinh doanh rất là nhiều rồi các bạn. Nên những cái gì mà tôi chỉ cho các bạn không phải là từ học mà có, không phải là nghe được từ ai chia sẻ, mà tôi đã làm nó thực tế rồi và ra được kết quả. Và cái chương trình học Clickbank chuyên sâu này nó trị giá là 1.997 đô, và đây là một chương trình trả phí nha. Các bạn cần phải đầu tư số tiền vào để học. Nhưng tôi vẫn đang còn cái ưu đãi này, ưu đãi học bổng này dành cho còn vài anh em cuối cùng thôi. Trong một vài ngày tới thì tôi sẽ nâng cấp lên và tôi sẽ ra được nhiều cái khóa học nội dung hơn, và tôi sẽ quay lại cái học phí như ban đầu là 1.997 đô. Đó, thì lúc này bạn quan tâm chương trình này thì bạn inbox của tôi hoặc comment phía bên dưới video này, comment phía bên dưới này. Ở dưới video này thì tôi cũng để lại cái chi tiết của cái chương trình này. Đó, thì cái chương trình này là 1.997 đô, ở đây 1.997 đô. Đó, thì các bạn có thể tham khảo cái thông tin này ở cái đường link phía bên dưới video. Và nếu như bạn quan tâm thì hãy inbox vào tôi, đó là tôi muốn nhận ưu đãi học bổng là 297 đô, kèm theo họ tên và số điện thoại của bạn, thì lúc này tôi sẽ liên hệ chủ động lại với các bạn nhé. Ok rồi, thì nếu như bạn thấy video này có hữu ích thì đừng quên bấm một nút like video, đăng ký kênh YouTube của tôi để được tôi gửi cho các bạn những video mới nhất trong thời gian tới nha. Ok, xin chào các bạn và chúc các bạn thành công. Bye bye.